Thời điểm này, bà con nông dân tại các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân. Để đảm bảo hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh công tác thu mua nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 7 doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh lúa gạo, trong đó có 4 doanh nghiệp đầu tư nhà máy với quy mô lớn với công suất mỗi vụ khoảng 20.000 tấn lúa. Trong vụ này, mặc dù giá lúa thu mua tăng so với các vụ trước, nhưng thị trường tiêu thụ ổn định nên việc thu mua của các nhà máy đều đạt và tăng hơn. Ngoài việc phải tăng giá hợp đồng đã ký với người dân trồng lúa vùng liên kết theo giá thị trường, các doanh nghiệp còn phải đảm bảo thêm một nguồn vốn lớn mới có thể thu mua bằng sản lượng các năm. Hiện nay, một số nhà máy đang tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu để tăng giá trị sản xuất. Chúng tôi đang định hướng về thị trường là xuất khẩu vì lâu nay là từ mấy năm trước đây thì chúng tôi chủ yếu là phục vụ nội địa đây nhưng mà năm nay thì chúng tôi đang có định hướng là sản xuất khẩu và hiện tại thì cũng rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đã vào thăm nhà máy và cũng có định hướng rồi Để rồi thì cũng chúng tôi cũng đã có những cái là bước đầu là là chuyển cái cái gạo của mình đi uh, thị trường uh, thị trường uh, Singapore thì cũng đang uh, bước đầu là xuất khẩu được Hiện nay, chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ được chế biến thông qua quy trình khép kín chỉ chiếm trên 10% sản lượng lúa trên địa bàn tỉnh với sản phẩm chủ yếu gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo hữu cơ, gạo đặc sản. Sản lượng gạo thơm, gạo chất lượng cao được xuất khẩu vẫn chưa nhiều do chưa đáp ứng được các thông lệ quốc tế về chất lượng sản phẩm. Do vậy, việc thu hút đầu tư chế biến sâu, chú trọng xây dựng thương hiệu được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh thời gian tới.